Xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bạn mẫu xe đạp đua Argon 18 BU94, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Canada. Xe thì được sử dụng một set group của S-Jam Apex với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng của FSA. Một dòng xe thiết kế cực kỳ đẹp, tông màu sơn trắng đỏ rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung đẹp mắt. Thì hôm nay muốn về một chiếc xe size XS. Thì các bác hay hỏi rất nhiều bác hỏi một chiếc xe size nhỏ cho các bác khoảng dưới 1m6 đi, thì đây hôm nay về một chiếc đây, cấu hình rất là đẳng cấp trong cái tầm giá này, khung sườn các thứ thì cực kỳ là đẹp. Một chiếc xe size XS đây, các bác có thể nhìn dòng chữ Design Canada đây, thiết kế theo công nghệ của Canada. Khung nhôm càng là càng carbon đúng nhé, càng trước là càng carbon, thương hiệu Argon 18, model PU94, sử dụng là cặp vành nhôm dày 2 phân của Shizu, cũng là một dòng phụ tùng, dòng phụ tùng cực kỳ là nổi tiếng của Mỹ, dòng hàng hiệu Mayu cũng theo vành luôn, Mayu Shizu cả trước cả sau. Cốt yên của FSA, cốt yên và những cái chi tiết như là đùi đạp này là đùi trục rỗng không nhá, đùi đạp, cốt yên rồi vi đông bô tăng đều được sử dụng của FSA, cái loại phụ tùng mà cũng rất là nổi tiếng chỉ của Mỹ rồi. Các bác trên xe thì cũng không lạ lẫm gì về dòng những cái cồn vát, những cái phụ tùng này nó cũng là nguyên zin theo xe hết các bác nhé. Rất là đẹp. Giờ em sẽ đi vào bộ chuyển động thì chủ cũ rất là cẩn thận, có để lại một cái chống cong đề và bảo vệ đề này. Mình sử dụng bộ group của S-Jam bằng Apex. Thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 tầng lip. Và phía trên này là 2 tầng đĩa, số xe có 20 tốc độ khác nhau. Gạt đĩa cũng hết một bộ luôn, một set của S-Jam luôn. Các bác chơi xe thì cũng biết được dòng S-Jam này rất là đẳng cấp của Mỹ, tất cả phụ tùng là của Mỹ hết, từ bộ group của xe này, S-Jam Mỹ này, vành này cũng là Shizu của Mỹ này, và FSA, những cái chi tiết cụt yên này, đùi đạp từ vi đông bô tăng của Mỹ hết, khung thương hiệu của Canada. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Chỉ là size XS đây, cho các bác đi từ khoảng 1m55, 1m65 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt. Nếu mà các bác đã dùng qua những cái sản phẩm của S-Jam thì có thể đánh giá được cái bộ này bấm rất là sướng, cực kỳ là nhạy. Và chiếc xe đang được bán lên mức giá là 16.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.